chào quý vị và các bạn. Máy xông mũi họng là một thiết bị rất là cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp như là viêm mũi, viêm họng. Và ưu điểm của sản phẩm này đó là khuếch tán những thuốc xông thành những hạt xương có kích thước siêu nhỏ, tăng hiệu quả điều trị. Và trong video ngày hôm nay thì Meta giới thiệu đến quý vị top 3 máy xông mũi họng đến từ thương hiệu Beurer, đó là IH26, Beurer IH40 và Beurer IH55. Thông số kỹ thuật của Beurer IH26: áp suất vận hành từ 0,8 đến 1,453, dung tích bầu xông tối thiểu là 20 ml, tối đa là 8 ml, tốc độ phun thuốc sấp xỉ 0,3 ml trên phút, dung tích ống rửa mũi tối thiểu là 20 ml, tối đa là 10 ml, thường tính khí phun với lưu lượng 5,3 lít trên phút, tốc độ phun khí 0,132 ml trên phút, kích thước hạt là 3,07 micron. Điều kiện hoạt động: trong điều kiện nhiệt độ từ 10 đến 40 độ C, độ ẩm từ 10 đến 95%, áp suất xung quanh 700 đến 1060 HPA. Bộ sản phẩm máy xông Beurer IH26 bao gồm một túi chuyên dụng đi kèm, một máy xông, cốc đựng thuốc xông, phễu rửa mũi, bộ mặt nạ xông, dây dẫn, một túi chứa bộ lọc, càn xông miệng, xông mũi. Đối với Beurer IH26 có hai chức năng, đó là chức năng xông và chức năng rửa mũi. Đối với chức năng xông, để sử dụng chúng ta lắp bầu xông, cho thuốc vào bầu xông, đóng bầu xông, lắp van giữ. Đưa bầu xông lên và tiến hành xông. Đối với chế độ rửa mũi, mở nắp, đổ dung dịch nước muối vào phễu chứa, đậy nắp. Gắn dây dẫn khí vào phễu chứa. Đưa phễu chứa lên lỗ mũi. Bật công tắc nguồn ở phía sau máy xông. Đặt một ngón tay trên lỗ để điều chỉnh ở trên phễu. Thông số kỹ thuật của máy xông IH40: dung tích tối đa, dung tích của hộp chứa thuốc là 8 ml, dung tích bình chứa nước 20 ml, tốc độ chảy của thuốc 0,4 ml trên phút, tần số đầu dò siêu âm 1,7 MHz, điện thế adapter từ 100 đến 240V 50 Hz, điều kiện hoạt động với nhiệt độ từ 5 đến 40 độ C, độ ẩm tương đối là nhỏ hơn 85%, không ngưng tụ. Bộ sản phẩm máy xông Beurer IH40 gồm một máy xông, adapter đi kèm, bộ mặt nạ xông, càn xông họng, phụ kiện nối ống xông, bộ lọc thay thế. Để sử dụng chiếc máy xông IH40, đầu tiên kết nối nguồn điện về máy thông qua adapter, đổ thuốc vào bầu xông không có vạch mắc, đậy nắp lại, lắp phụ kiện ống nối xông, lắp mặt nạ xông, bật công tắc nguồn, sau đó tiến hành xông. Các bạn có thể tăng giảm tốc độ phun với nút cộng trừ. Bên cạnh đó thì máy còn có bộ lọc và các bạn lưu ý cần phải thay thế bộ lọc định kỳ khi thấy bộ lọc bị bẩn. Thông số kỹ thuật của máy xông Beurer IH55: máy sử dụng 4 pin 2A 1,5V, hoặc bạn có thể sử dụng với adapter đi kèm. Thời gian sử dụng lên đến 5 năm, thể tích thuốc tối đa 10 ml, tốc độ phun thuốc trên 0,25 ml trên phút, tần số dao động khoảng 100 kHz. Điều kiện vận hành với nhiệt độ 10 độ C tới 40 độ C, độ ẩm tương đối là nhỏ hơn 93%, không ngưng tụ.
áp suất khí quyển 860 đến 1060 HPA. Mẫu sản phẩm máy xông Behrer IH55 bao gồm hộp đựng chuyên dụng, một máy xông, một bộ mặt nạ xông, càng xông họng, bốn pin 2A 1.5V, adapter. Phía dưới máy xông là khoang chứa pin. Bạn cho 4 pin 2A 1.5V vào đây. Hoặc là nếu như không sử dụng pin thì chúng ta sẽ sử dụng với adapter cắm vào nguồn điện ở phía dưới. Đây là vị trí để tháo bầu xông. Chúng ta ấn vào nút này, sau đó chuột bầu xông ra. Chúng ta sẽ tiến hành mở nắp và cho thuốc vào bầu xông. Đậy nắp lại. Và lưu ý khi cho thuốc là không quá 10ml các bạn nhé. Lắp càng xông hoặc mặt nạ xông. Sau khi kết nối nguồn điện hoặc lắp pin, bật công tắc và chúng ta tiến hành xông. Cả 3 sản phẩm máy xông mũi họng trên tại Meta nhập khẩu chính hãng từ Đức với giá thành tốt nhất thị trường. Quý khách có thể đặt mua một trong 3 sản phẩm trên thì vui lòng liên hệ đến hotline tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc tại Đường Hồ Chí Minh 028 3833 6666 hoặc click link website meta.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!